tan tình tin tàn, họ không xê xê họ không liều. Tốt rồi, hôm nay ta đưa con lên đây á là để coi con có thích hợp ở nơi này hay không. Con thấy hợp lắm. Ý cha là sau này con được lên đây thường xuyên hả? Không những là thường xuyên mà có thể là con ở nơi đây luôn cũng được. Con thấy sao? Dạ, con thích lắm. Nhưng mà lâu lâu con có được về thăm phụ dương không? Đương nhiên rồi. Phụ dương chỉ lo rằng con mãi du quá rồi, con quên cả lối về. Cha làm con tò mò quá. Sao con lại sống ở trên này? Rồi con ở với ai mà khi nào con lên? Con có nhìn thấy những người kia không? Đó, con sống với những người đó đó. Sao con phải sống với mấy người đó? Rồi từ từ con sẽ biết. Thôi, về con. Tới rồi nè. May quá. Tới đây cũng vừa lúc vắng vẻ. Cả nhà mình cúng rồi chờ chút trời tối xuống là vừa. Cúng lẹ rồi về luôn đi. Tự nhiên tại sao mình phải ngủ một đêm ở nơi vắng vẻ heo hút như vậy? Con đừng có nói nhảm ở đây. Cha đã phát tâm cầu phúc, nguyện với Long Dương là phải ngủ ở lại đây một đêm để nằm mộng thêm một đêm nữa. Đã khấn nguyện rồi không được nuốt lời. Ở đây trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình, ngủ ở lại đây một đêm chẳng phải là sảng khoái lắm sao? Một đêm thôi, miếu Long Hải Dương này linh lắm đó. Cha mẹ sẽ cầu nguyện cho gia đạo được sung túc, còn con á tranh thủ xin cho thi cử công danh được suôn sẻ, rồi mau chóng tìm được đám nào ưng ý còn lo hỷ sự. Nè, cái chuyện mê tín dị đoan á là con không có tin. Bây giờ cha mẹ muốn làm gì thì làm, con xuống biển tắm cho mát cái đã. Nè, nè con. Dạ, còn lại Long Dương, tha lỗi cho con trẻ không biết đâu là quy linh của trời đất. Dạ chẳng hay, tôi hân hạnh diện kiến thần thánh phương nào. Ta là Long Hải Dương, cai quản vùng biển cả này. Không phải ngươi đã đến đây cầu mộng mà nằm cạnh bên miếu của ta hay sao? Dạ, con lại Long Dương, con lại Long Dương. Không ngờ Long Dương hiển linh đúng như lời cầu khẩn. Có thiệt là may mắn quá. Ngươi đúng là may mắn, vì con trai của ngươi á đã túc duyên cùng con gái út của ta. Sao? Ngài nói sao? Con trai của con túc duyên cùng công chúa Thủy Tề à? Đúng. Bây giờ vợ chồng ngươi về chuẩn bị lễ vật mang đến đây, coi như đó là sinh lễ để đón dâu. Ngươi có nghe rõ lời ta nói chưa? Đón dâu? Đón dâu? Bẩm Long Dương, Long Dương, Long Dương, Long Dương, dạ, bẩm ngài, dạ, Long Dương, không, Long Dương, mình à, mình Long à, Dương. Mình à, mình nằm ngủ mơ thấy gì mà mớ ghê vậy? Lạ quá, tôi nằm mơ thấy Long Dương, ngay tại đây nè,
Y như thật vậy. Chắc tại ban ngày mình xin nhiều quá cho nên đêm mới mới chứ gì. Không, rõ ràng Long Dương biểu tôi về đem lễ vật tới đây để dàn ngõ rồi chuẩn bị đón dâu. Chuẩn bị đón dâu? Long Dương nói là thằng sinh nhà mình với con gái út của ngài có mối lương duyên tiền định. Nói vậy không lẽ thằng sinh nhà mình phải xuống nước để làm rể của vua Thủy Tề hả? Trời ơi, nó làm sao mà xuống nước được, nó chết ngợp mất ông ơi. Vợ chồng già có một mụn con hả? Nó mà có mệnh hệ nào làm sao mà tôi sống nổi. Không được, từ nay á phải cấm nó đi ghe thuyền, đụng tới nước cũng không luôn. Nó đã nói là Long Dương báo mộng đem lễ vật tới để chuẩn bị đón dâu mà. Đón dâu? Ừ. Có nghĩa là con gái vua Thủy Tề lên làm dâu nhà mình hả? Thôi, chắc là tại mình mệt quá nên mới vậy đó. Mình nằm ngủ tiếp đi, ngày mai khỏe khoắn cái hết à nha. Tóm lại những gì ta dặn, ngươi đã nhớ kỹ chưa? Nhắc lại cho ta nghe. Dạ, mua sắm đầy đủ bộ mâm ngũ quả và bộ sính lễ để cho ông rước dâu. Phong tục của Long Dương thì ta không có tường, không biết có điều chi thiếu sót không. Thôi, cốt ở lòng thành. Thôi, ngươi đi lo đi, xong về báo cho ta. Dạ, xin phép ông, xin phép bà. Nè ông, bộ ông tính làm thiệt hay sao? Mộng mị là vô thường, con gái vua Thủy Tề là thần tiên, sao có thể lấy người thường như con mình được. Cha cũng thiệt là, giờ cha muốn làm gì làm đi, con không đi đâu hết trơn hết trọi á. Có thờ có thiên, nếu đúng như lời Long Dương nói thì coi như ta không thất lễ. Đừng ai cản ta nữa, cả nhà cứ ra miễu mà cúng kiến cho đàng hoàng. Nếu không có thì mình đâu có tốn kém bao nhiêu đâu mà sợ. Bẩm Long Dương, đúng như lời Long Dương chỉ dạy, hôm nay nhà Trần Cao chúng con tới đây dâng sính lễ để được rước công chúa về làm dâu con. Xin trình ngài đủ lễ bộ, mong ngài chứng giám. Ông đâu có thấy động tĩnh gì đâu. Con đã nói rồi mà, sau này cha đừng có tin ba cái trò mộng mị nhảm nhí đó nữa. Ta hỏi con nè, nếu chuyện này là thật, có phải là gia đình ta đắc tội với thánh thần hay không? Thôi con đi về. Nè, chờ đó con. Nè. Thôi ông à, thôi mình cũng đi về đi chứ ở đây làm gì nữa. Sếp, đợi mẹ với. Đúng là cái thằng con trời đánh thánh tâm. Xin. Mẹ, tự nhiên cha bày cái trò con lấy con gái Thủy Tề làm gì? Hay là cha muốn con làm trò cười cho thiên hạ chứ gì? Trời ơi, xin. Con chào mẹ. Thiếp xin chào phu quân. Mẹ, mẹ. Thiếp là Bạch Nga, con gái út của Long Dương. Dân mệnh cha tới đây để kết duyên cùng chàng. Ông ơi, ông, vô đây. Cha, chuyện gì? Có chuyện gì? Con kính chào cha. Có phải là công chúa? Và việc nằm mộng là thật rồi, là thật rồi. Dạ, phụ dương con nói cứ mở tiệc 3 ngày 3 đêm để mừng hôn lễ, bao nhiêu phí tổn phụ dương con sẽ lo đầy đủ ạ. Trời ơi, đám cưới 3 ngày 3 đêm là linh đình nhất cái làng này luôn rồi đó. Trời ơi, đúng là làm xui với vua Thủy Tề có khác không ha. Xin nói chuyện với vợ con. Dạ, đi. Dạ không. Dạ. Nàng ơi, ta người trần mắt thịt nên không có biết chuyện thần tiên, nàng tha lỗi cho ta nha. Chàng đừng có lo, thiếp tuy lớn lên ở thủy cung nhưng nhập gia phải tùy tục, có gì sai sót mong cha mẹ tận tình chỉ dạy. Trời ơi, may quá à. Sao mà số con may mắn dữ vậy nè xin. Nhưng mà dù sao công chúa cũng là người của hoàng tộc, quen cơm bưng nước rót, có người hầu hạ rồi. Công chúa cần bao nhiêu người phụ giúp xin cứ nói. Dạ,
chuyện nhỏ nhặt đó, cha khỏi phải lo, cứ để con. Các em. Dạ. Dạ. Các em, các em hãy thay phiên nhau lo việc nhà nha. Dạ. À, chúc mừng, thôi dạ. Tôi về nha. Ờ, nàng ơi. Dạ. Chúc mừng. Con cảm nha, ơn chú Bảy, Thím Bảy đã dành ít thời gian qua dự đám cưới của vợ chồng con. Đám cưới lớn chưa từng thấy à? Cô dâu lại đẹp nữa. Dạ. Cậu xinh thật là có phúc à nha. Dạ. Dạ. Thôi chú về nha. Dạ. Dạ. Xin. Chú Thím Bảy về rồi hả con? Dạ về rồi. À, nè, chú Thím Bảy để quên cái dù, con chạy theo đưa đi. Dạ. Để con chạy theo. Rồi. À, anh đi nha. Con dâu nè. Dạ. Bữa nay á, khách tới dự đám cưới đông thiệt á, mà không hiểu sao ai cũng về sớm hết trơn à. Kỳ vậy ta. Dạ. Nè nè nè. Bà, trời ơi, bà sao vậy? Có sao không? Tôi ráng lắm tôi mới ra tới đây đó, ông biết không? Vậy đó hả? Yêu quái. Chứ công chúa thủy tệ cái nỗi gì. Ông thấy không? Toàn là cái lũ ếch nhá nhảy tưng tưng, trộn bàn, phưng mâm, còn leo lên ngồi ăn chung nữa chứ. Gớm thiệt á. Tôi chỉ muốn ói thôi à. Tôi cũng vậy nè. Tại nể ông bà cao tốt với mình quá nên ráng ngồi chơi. Chờ ai cũng kiếm cớ chuồn về hết. Mình thấy không? À, thôi chết. Chuyện gì nữa bà? Tôi quên cái dù rồi. Ông quay lại lấy cho tôi đi. Thôi bỏ đi, để mua cái khác. Khó khăn lắm mới thoát ra đây được. Quay lại lỡ họ giữ, họ mời mình ăn tiếp, chết luôn á bà. Ờ hả? Không biết lũ ếch nhái đó có ở luôn trong đó không ta? Nếu mà thiệt như vậy á, làm sao bà cao sống nổi mình ha? Tôi á, tôi sợ nó nhảy lung tung khắp xóm khắp làng, vậy mới chết đó bà ơi. Mình nói tôi mới thấy lo đó nha. Chẳng lẽ sau này cả làng mình phải sống chung với lũ ếch nhái đó? Đại nạn tới rồi. Thôi mình về bà ơi. À. Phu quân, thiếp tưởng đâu chàng đã đi trả cây dù chứ. Ừ. À, phu quân, chàng sao vậy? Có việc gì không vui chàng nói thiếp biết được không? Nàng nói đi. Sau này á, cái đám ếch nhái đó nàng tính như thế nào? Chẳng lẽ cứ để nó nhảy lung tung ở trong cái nhà này hả? Chẳng hay đám thị tỳ của thiếp có gì thiếu sót. Thiếu sót á thì không, nhưng nàng không thấy hay sao? Cái đám nó cứ nhảy nhót nhảy nhôi lung tung ở trên bàn khách, làm khách gớm ghiếc quá trời kìa. Đã vậy còn lên ngồi ăn chung nữa chứ. Thiếp đã nói với chàng rồi, trong đám ếch nhái đó là người nhà, là các cận thần của phụ dương tới dự, còn phục vụ á là các thị tỳ của thiếp. Nhưng nàng cũng phải nên biết, người trần mắt thịt thì làm sao biết đó là cận thần và thị tỳ của nàng. Thiếp xin lỗi đã không hiểu sự tình. Dù sao thì các cận thần cũng đã về hết rồi, chỉ còn đám thị tỳ phục dịch cho vợ chồng mình. Nếu như chúng làm chàng không vừa mắt thì để thiếp dạy lại chúng, chàng yên tâm. Ta khỏi cần nàng dạy. Nàng có cách nào á, nàng hô biến cho nó biến khỏi cái ngôi nhà này đi. Toàn thể dân làng ở đây sợ lắm rồi. Và Trần Sinh này nè cũng sợ lắm. Người ta đồn là tôi đang ở chung với yêu quái. Nàng à, ta lỡ lời, nàng tha lỗi cho ta nha. Chàng đừng để chuyện cỏn con đó ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng mình. Thấy con dùi mài kinh sử, chịu khó học hành như vậy, cha mẹ hài lòng lắm. Cha mẹ cứ yên tâm, kỳ này chắc chắn Trừng Sinh con á sẽ đổ đầu bảng cho bà coi. Cái thằng con này. Con mời cha mẹ uống trà. Mời chàng. Chàng cứ yên tâm mà lo thi cử, còn chuyện nhà đã có thiếp lo. Ta cảm ơn nàng. Dạ, bẩm ông. Có chuyện gì?
Dạ có ông phố hộ Bạch Kiếm ông ạ. Ra mời vào đây cho ta. Dạ. Cha. Hả? Bộ gia nhân nhà này chết hết rồi hay sao mà để con ếch ra đón khách vậy? Coi kìa, sao con lại ăn nói như vậy? Dạ thưa ông chủ, tại vì tôi đứng trước cửa cho nên tôi thấy khách tới, tôi vô bỗng ông trước ạ. Thôi được rồi, để ta ra. Nè, sao con lại nói như vậy? Không sợ công chúa phật ý hay sao? Không có khéo gì hết hả? Khéo hay không á thì con cũng phải nói. Bộ cha với mẹ không nghe người ta nói đầy rẫy cái lỗ tai của mình hay sao? Con im đi. Được làm rể Long Vương, làm chồng công chúa, con coi có ai bằng con không? Không lẽ con muốn mất cả chì lẫn chài rồi lãnh hậu quả thảm khốc? Đứng lại, ta chưa nói hết mà. Bọn ếch nhái tuy nó dị hợm khác người, nhưng con coi gia nhân nhà này có ai bằng chúng không? Con mà còn nói năng kiểu đó làm công chúa phật lòng lần nữa, ta sẽ không tha cho con đâu. Ông. Lũ yêu quái. Ta nói con rắn này mà ngâm rượu á, uống là nên thuốc lắm à nghe. Tốt lắm á. Ừ vậy con rắn này chú bắt ở đâu vậy? Ở bên cái đìa nè. Ừ vậy hả? Mà khó lắm mới bắt được cái loại rắn này à nghe. Ừ. Không phải ai cũng bắt được đâu á. Ủa rắn này đâu lạ dữ vậy? Sao cậu muốn mua không? Ừ cậu mua đi. Cái này tốt lắm, về làm thuốc, ngâm rượu uống. Thôi cậu mua đâu chú ơi. Tốt lắm. Thôi cậu mua đâu. Cậu ơi, con này hiếm lắm à. Chứ không phải dạ. Muốn là có đâu ha. Dạ dạ con cảm ơn chú. Mua về làm thuốc rất hay, chữa nhiều bệnh lắm. Rẻ mà. Ông ơi ông, rắn này bán sao? Dạ rắn này con lớn này 2 quan cậu, còn con nhỏ này 1 quan. Mẹ, vườn cây mình ra nhiều trái rồi đó. Công chúa con dâu có khiếu trồng trọt ghê á. Từ ngày có con về đây nè, vườn cây nhà mình cây nào cũng sai trái hết trơn á. Bà chỉ được cái thích khen con dâu. Con dâu vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền, đúng là tài sắc vẹn toàn. Có chuyện gì vậy Trang? Có mấy con rắn ở trong nhà cho nên đám ếch nhái của nàng chạy tán loạn, chứ có cái gì đâu. Kỳ lạ thật, phòng của mình kín như vậy, tại sao rắn lại bò vô được chứ? Là chàng sao? Chàng đem rắn về thả hả? Nếu là ta thì sao? Sao chàng lại độc ác với tụi nó như vậy? Không muốn tụi nó ở nhà này để mà hầu hạ thiếp á, thì chàng cứ nói thẳng, thiếp sẽ đuổi tụi nó đi. Nàng dám chửi ta độc ác à? Đúng lý ra ta phải gông cổ bọn ếch nhái của nàng á, quăng xuống sông từ lâu rồi. Ta đã nói với nàng rất nhiều lần, ta không thích ở chung với cái lũ yêu quái như vậy. Chúng nó không phải yêu quái, chúng nó là thị tỳ của thiếp. Cũng vậy thôi, một lũ ếch nhái biết nói và nhảy lôi nhôi là yêu quái hết. Nàng làm sao thì làm, dẹp hết cho ta. Thiếu tụi nó, thiếp khó xoay sở vẹn toàn công việc ở trong nhà. Ta lặp lại cho nàng một lần nữa, không có một ngôi nhà nào trên trần gian này mà cần ếch nhái làm người hầu. Nàng đã là vợ của loài người thì phải theo phép của nhà chồng. Thiếp muốn theo phép của nhà chồng nhưng cũng phải từ từ. Nhưng nếu chàng không vừa ý luôn cả thiếp thì cứ nói thẳng để thiếp về luôn một thể. Nàng muốn về á thì cứ về, ta không cản. Xin. Trời ơi mày điên rồi hả? Thả rắn vô trong phòng cho nó ăn hết đám thị tỳ của công chúa làm sao? Mày có còn là đàn ông không vậy hả?
đọc chi sách thánh hiền rồi giở trò tiểu nhân. Có gì thì được được nói với nhau, cớ sao lại giở trò ám muội thất nhân thất đức làm khổ mẹ cha vậy con? Cha mẹ có giỏi á thì vô ở chung với lũ ít nhá đi rồi biết. Nếu không hài lòng thì mình nói, đã là vợ chồng thì phải cơm sôi bớt lửa chứ. Vì mấy đứa thị tỳ mà mày đuổi vợ mày về nhà cha mẹ đẻ là sao? Con đuổi hồi nào? Trời ơi, mày nói vậy có khác gì đuổi con người ta đâu. Long Dương mà biết chuyện thì làm sao đây? Trời ơi con ơi, là con mày biết mày gây ra tội gì không hả? Mau mà vô làm lành với nó lẹ lên, mau. Không, con không có làm gì sai hết trơn á. Nàng muốn ở đây á thì ở một mình. Con là chồng, con không có chịu lép vế đâu. Trời ơi, xin ơi là xin, mày thương cha thương mẹ thì mày làm ơn vô trọng mày làm lành với nó gấp đi. Long Dương mà nổi giận lôi đình thì làm sao hả con? Mày có đi không? Đi mau. Ông nghĩ coi mình có nên nói vô một tiếng không? Chứ cái thằng này tính tình nóng nảy, không có biết nhường nhịn ai hết, sợ hư chuyện đó ông. Cứ để vợ chồng nó tự giải quyết coi sao. Coi như là bài học cho nó đi. Tôi chỉ sợ Long Dương biết thì lớn chuyện thôi. Cha mẹ. Ủa sao mày đi hết rồi? Hả? Chủ tớ cuốn gói đi hết luôn rồi. Hả? Trời ơi, kỳ này nhà mình tiêu rồi. Long Dương mà biết chuyện là nhà mình tiêu chắc ông ơi. Bình thường á, vợ chồng giận nhau bỏ về nhà cha mẹ đẻ thì thằng chồng đi rước, còn đằng này á, có muốn rước cũng không biết làm sao nữa, không lẽ nhảy ụm xuống biển vậy còn mệt hơn nữa. Sao giờ đây mẹ à? Có chân đi á thì ác có chân quay về. Con là không có đi rước, còn nếu cha với mẹ muốn rước á thì tự nhảy ụm xuống biển mà rước đi. Mau mà sắm lễ vật ra miếu tạ tội Long Dương mau. Trời ơi, con ơi là con, quả tới rồi.